chào các bạn. Kế tiếp tập phim về khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, kênh bất động sản ACB Land sẽ cho phát sóng tập tiếp theo về những hình ảnh được chúng tôi ghi hình tại khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7, tại các trục đường chính cũng như các tòa nhà, trường học, hồ sinh thái, công viên dọc bờ sông và các địa điểm đẹp tại Him Lam Tân Hưng, để cho các bạn có cái nhìn rõ nét hơn về khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Trên màn hình là chúng ta đang lưu thông di chuyển trên trục đường Nguyễn Thị Thập, quận 7. Đây là cung đường có giá trị bất động sản đắt đỏ nhất quận 7. Tại cung đường này có rất nhiều các tổ chức tài chính, ngân hàng, công ty thương mại dịch vụ, nhà hàng và các trung tâm Anh ngữ đang kinh doanh và hoạt động trên khu đô thị. Khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, tọa lạc ngay nút giao ngã tư trục đường Nguyễn Thị Thập, giao cắt với trục đường Nguyễn Hữu Thọ. Tại ngay nút giao này là siêu thị Lotte Mart, quận 7, nơi tập trung nhiều dịch vụ mua sắm, vui chơi, giải trí và ẩm thực, thời trang đông đúc sầm uất nhất quận 7. Đối diện siêu thị Lotte Mart, quận 7, là các tòa nhà căn hộ Sunrise City, quận 7, tọa lạc tại trục đường chính Nguyễn Hữu Thọ. Còn đây là nút giao ngã tư giữa trục đường Nguyễn Thị Thập, giao cắt với trục đường D1. Trục đường D1 này đã đổi tên thành đường Hoàng Trọng Mậu rồi nha các bạn. Tại nút giao này là trụ sở kinh doanh của nhiều công ty dịch vụ và các thương hiệu coffee nổi tiếng kinh doanh tại đây. Trong đó có thương hiệu cà phê Highland cũng có chi nhánh kinh doanh tại nút giao này. Trên màn hình là chúng ta đang xem những hình ảnh được ghi hình tại trục đường D1 khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7. Đoạn đường này gần với tòa nhà căn hộ Him Lam Riverside, quận 7. Him Lam Tân Hưng, quận 7 được xây dựng và đầu tư bởi công ty cổ phần Him Lam. Dự án khu đô thị Him Lam tọa lạc tại vị trí đắc địa nhất khu Nam Sài Gòn, ngay mặt tiền trục đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Him Lam, quận 7 được bao bọc bởi ba nhánh sông lớn như sông Ông Lớn, sông Rạch Bàn và sông Ông Đội. Khu đô thị được quy hoạch bài bản và là nơi tập trung nhiều giới doanh nhân, tri thức và tầng lớp thu nhập cao chọn là nơi an cư sinh sống. Trên màn hình chúng ta đang xem là cung đường di chuyển từ cầu D1 để di chuyển vào khu Him Lam Tân Hưng, quận 7. Kể từ khi cây cầu này kết nối, nó giúp cư dân ở các khu Phú Mỹ Hưng và khu dân cư Sadeco di chuyển dễ dàng để kết nối vào trung tâm thành phố qua khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7. Các bạn đang xem là những hình ảnh mà đội ngũ chúng tôi chụp hình tại trục đường D1 khu đô thị Him Lam Tân Hưng, quận 7. Còn đây là góc quay tại trục đường số 3, công viên dọc bờ sông Him Lam Tân Hưng, quận 7. Từ vị trí này gần với tòa nhà Sunrise City South và trường quốc tế Việt Úc tọa lạc tại mặt tiền đường số 20, tiếp giáp gần công viên bờ sông này. Trên màn hình chúng ta đang xem là hồ sinh thái nổi khu Him Lam Tân Hưng, quận 7. Đây là một trong ba hồ sinh thái đẹp nhất khu Him Lam Tân Hưng, quận 7. Hồ này được cư dân thả cá và trồng nhiều sen. Mỗi mùa hoa nở, nhìn mặt hồ sinh thái đầy hoa sen với những cánh hoa màu hồng và trắng. Nó còn làm tăng thêm vẻ đẹp và quyến rũ cho cư dân sinh sống, cũng như nghỉ ngơi giải trí cùng gia đình người thân sau một ngày làm việc. Một khung cảnh công viên với nhiều cây xanh, hoa lá tại đây. Chúng ta sẽ hiếm tìm thấy một khu dân cư nào có hồ sinh thái như Him Lam Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đang lưu thông trên trục đường số 6, nội khu Him Lam Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tại cung đường này có trường quốc tế Vista School. Đây là nơi mà nhiều bậc phụ huynh có điều kiện cho con theo học nhiều nhất nhì khu vực quận 7. Được kiến tạo từ một vùng đất đẹp giữa phồn hoa đô thị, Him Lam Tân Hưng, quận 7. Không chỉ là nét vẽ hoàn thiện những cung bậc, thanh âm của một thung lũng hạnh phúc, mà còn là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng và tinh tế. Không là một ngôi nhà thông thường, Him Lam Tân Hưng, quận 7 đích thực là biệt thự cảnh quan sang trọng hài hòa giữa không gian đô thị hiện đại,
vừa được tận hưởng trọn vẹn khí vị điền viên với cảnh quan khoáng đạt, đất trời tinh khiết cùng dòng sông xanh mát quanh năm vắt ngang dải đất tọa lạc. Còn bây giờ, chúng ta cùng hướng vào màn hình để cùng kênh bất động sản ACB Land chạy một vòng quanh khu dân cư Hiêm Lam Tân Hưng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn xem mật độ cư dân cũng như nhà cửa xây dựng như thế nào và các tổ chức, công ty, nhà hàng kinh doanh đang hoạt động trên khu dân cư nhà các bạn. Nếu các bạn quan tâm và muốn biết thông tin giá mua bán nhà đất mới nhất tại khu dân cư Hiêm Lam Tân Hưng quận 7, vui lòng liên hệ cho chúng tôi theo số 0983 383 509 để được tư vấn. Một lần nữa, đội ngũ chúng tôi cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Video này chúng tôi sẽ tạm dừng sau vài phút vòng quanh khu dân cư Hiêm Lam Tân Hưng quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, hãy cho đội ngũ chúng tôi một like và chia sẻ kênh để giúp chúng tôi vượt qua các thuật toán trình duyệt tương tác của YouTube. Mọi ý kiến trái chiều các bạn vui lòng comment vào phần mô tả của video này. Chúng tôi sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Và nhớ, đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo sẽ sớm được xuất bản trong vài ngày tới.